Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát Trong video này, tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt driver in qua cổng wireless cho máy in HP LaserJet Z CP1025NVK Color Thì đầu tiên các bạn sẽ kết nối với các nguồn ở chỗ này nhé các bạn để đầu tiên cái việc mà cấu hình cài đặt qua cổng wireless cho nó đơn giản thì chúng ta sẽ kết nối cáp in USB các bạn. Cái máy in này nó có hỗ trợ in qua cổng wireless uh, cổng không dây các bạn. Thì phía sau nó sẽ có một cái dây cáp LAN luôn nhớ các bạn. Cổng mạng LAN. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cáp in USB vào đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở nguồn máy in lên nha bạn. Và sau đó chúng ta sẽ lên trên máy vi tính tiến hành download và cài đặt driver in qua cổng USB nha các bạn. Mọi bạn cùng theo dõi video. Copy Ren Và bây giờ trên máy vi tính các bạn sẽ click chuột phải vào cái biểu tượng TPC chọn more option. Properties. Các bạn sẽ kiểm tra xem Windows của các bạn đang sử dụng là Windows mấy ha. Ở đây chúng ta có Windows 11 Pro, phiên bản system tay 60 bit. Cách làm tương tự trên Windows 10 luôn nhé các bạn. Sau đó bạn sẽ vào Google và gõ từ khóa là driver HP CB1025 NVK Win11. Các bạn lưu ý ha, chúng ta download driver máy in từ trang chủ của hãng HP nha bạn. Hạn chế download từ những cái đường link lạ lạ nha các bạn. Rồi, các bạn thấy ở đây có cái phần chọn hệ điều hành. Thì thật ra là cái CB025 này đó, nó hỗ trợ cho Windows 11 luôn, nhưng mà các bạn khi bấm vào đây like update đó, thì nó không thấy được cái driver của nó. Các bạn vẫn sử dụng chung được với driver của Windows 10 nha các bạn. Các bạn lựa chọn đúng cái cái bit là được. Thí dụ như đây là Win 11 6 bit thì các bạn sẽ xài chung với Windows 10 6 tb Rồi, các bạn sẽ bấm vào cái cái, 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 chữ download này. Mặc định là download về thư mục download ở ổ C nhé các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái kênh cho panel lên. View device and Ginter. Ginter and scanner. Ở trong này các bạn sẽ thấy được những cái biểu tượng driver của những cái máy in mà Windows của bạn đang có ha, khi các bạn kết nối cáp USB và máy vi tính thì Windows 10 hay là Windows 11 á, nó sẽ auto detect dò thấy thiết bị phần cứng mới nha các bạn. Ví dụ như trong này thì các bạn khi mà kết nối cáp USB á, mà các bạn không thấy cái cái phần cứng mới á, thì các bạn có thể làm theo như trên màn hình ha. rồi các bạn nhìn thấy đây, cái HP LaserJet CP1025 nhà Color Windows đã đi test dò thấy nha các bạn. Đây. Bây giờ thì uh, tôi sẽ mở cái gói cài đặt lên. Sau khi tôi uh, download về tôi để ngoài desktop ha, bây giờ tôi sẽ mở lên. Chọn run. Các bạn lưu ý uh, link download driver từ trang chủ hãng HP tôi để trong phần miêu tả video. Các bạn có thể vào đó download cho nhanh nha và một cái điều lưu ý với các bạn là cái HP CB1025 NVK này nó chỉ hỗ trợ trên băng tầng 2.4 GB thôi nha các bạn không hỗ trợ băng tầng 5 GB nha rồi các bạn select vào chữ install thì trong phần cài đặt này nó sẽ có 3 phần các bạn thấy dòng trên cùng là cài đặt cấu hình qua cổng wireless cái phần thứ hai là ở giữa là cổng USB phần cuối cùng là cổng mạng lan mình chọn cái trên cùng nhé các bạn rồi à, chia sẻ với, với, các bạn luôn là cái cái máy in HP CB 025 n với kép nữa nếu mà trước đây các bạn có cài đặt in qua cổng Wireless rồi bây giờ các bạn cần cài đặt mới lại hoặc là khi các bạn thay đổi hệ thống mạng hoặc là thay modem ở nhà của các bạn thì các bạn nên reset lại máy in ha, reset, restore factory default setting để chúng ta cài đặt mới lại nó dễ dàng hơn nhé các bạn. một số trường hợp là nó khác cái địa chỉ IP á, nó khác lớp mạng á là các bạn để bình thường là sẽ cài nó không được nha. Rồi, sẵn trong video này tôi cũng nói nhanh qua cách reset factory uh, default cho cái máy in HP CP1025nwk. Là bạn tắt nguồn máy in, sau đó bấm giữ cái nút mà kéo giấy á. Bấm giữ luôn, bật nguồn lên, giữ tầm 20 đến 30 giây. Tất cả các đèn sáng lên xong rồi đèn dấu chấm than sáng cuối cùng để bạn buông tay ra là đã reset được ha. các bạn có thể tham khảo video đó tôi để trong phần miêu tả video hay là phần cuối video ha sẽ có một đường link rồi xin nhắc lại với các bạn luôn à, cái cái HBCB 025 cap này chỉ hỗ trợ cổng wifi băng tầng 2.4 g thôi nhé các bạn hiện tại là ở ở công ty của tôi thì cái wifi có hai băng tầng một cái là 2.4 GB và một cái 5 5 GB. Thì uh, trong quá trình cài đặt máy in nó chỉ nhìn thấy được cái băng tần cái tên hiệp tính phát 2.4 GB thôi nha các bạn. Nó không thấy được cái băng tần 5 GB hạt. Hầu hết các máy in mà đời cũ nó chỉ hỗ trợ được cái băng tần 2.4 thôi. Rồi, các bạn click vào OK nha. Rồi, click vào đây bấm refresh nó cái trong số trường hợp thì chúng ta sẽ bấm refresh làm tươi vài lần nhé các bạn rồi các bạn thấy ha đã hiện ra nguyên một cái list danh sách rất nhiều cái wifi đang ở gần với cái máy in của mình <laughs> nó chỉ hỗ trợ được cái băng tầng 2.4 ghz thôi cùng cái tên cái đuôi là 5 g nữa không có ở trong cái list này Nha, để đã nhiều bạn cứ hỏi mình Ủa sao cài in wireless mà sao không nhìn thấy được cái Wi-Fi? Ở đây có hai dòng, các bạn select cái dòng phía dưới cùng và sau đó bấm Net và sau đó nhập password của cái modem Wi-Fi vào là ok nhé các bạn. Nếu các bạn chọn dòng phía trên thì phải bấm nút WPS ở trên cái modem nữa. Nói chung là nó hơi rắc rối. Rồi, tại đây các bạn sẽ tích vào cái chữ mà show cây lên luôn ha. Character nè, hiển thị lên. Rồi, bấm next. Tới bước này là coi như là thành công rồi các bạn. Đăng nhập vào. Chút xíu nữa nó sẽ có hiện cái thông báo là rút cáp in USB. Là nó sẽ tự động cấu hình cái wallet của máy in kết nối tới cái, cái modem wallet nhà của các bạn. Các bạn xem video, nhớ bấm đăng ký kênh, like, share, subscribe, ủng hộ chủ kênh nha. Để các bạn thấy ha, cái đèn wallet nó đã sáng đèn lên rồi. Dạ các bạn cũng lưu ý luôn, mình xin nhắc lại, à, cái link download driver từ trang chủ của hãng HP mình để trong phần miêu tả video các bạn có thể vào đó download cho nhanh nha mình để hai link một link 32 bit và một link 6 bit nha các bạn rồi rút cáp in USB ra các bạn nhớ ha quá trình cài đặt mới in qua cổng wallet lần đầu á, thì các bạn nên sử dụng cáp in USB kết nối máy in vào máy vi tính thì chúng ta sẽ dễ dàng cài đặt hơn nha các bạn và dĩ nhiên là cách cài in qua cổng wireless thì cũng còn có nhiều cách khác để cài nữa à, chắc mình hẹn trong các video khác ha khi mà các bạn cài ra vào máy in á bản full nó bạn thấy hay có những cái màn hình thông báo như thế này nó rất là tiện lợi giống như vừa rồi á thông báo là cái nắp cửa của máy in bị hở thì bạn sẽ mở ra đóng lại cái máy in hp cb 1025 đó, nó khởi động nó hơi lâu đó các bạn nên mỗi lần bơm mực hay là sửa máy in gì đó hơi bị mất thời gian vì nó hay chạy clip lại lắm chạy lấy màu lại các bạn để mình sắp xếp có thời gian nữa mình làm thêm cái video hướng dẫn các bạn cách clip cho cái máy hp cb 1025 nha các bạn nhớ bấm đăng ký kênh like share subscribe ha bật chuông lên để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất nha để nhiều khi mình chia sẻ có nhiều video nó nó mới mới nó hay hay mà như các bạn không có bấm đăng ký kênh hay là bật chuông lên các bạn sẽ bỏ lỡ nó rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở lên Winter and scanner lúc nãy mình bấm Green Test Bay á, thì bây giờ máy in ra nhé các bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình download cũng như là cài đặt driver in qua cổng qua cho HP cb 1025 nwk xong nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc bạn thành công.